Bạn nghĩ rằng anh em bà con trong dòng họ sẽ giúp bạn vào những lúc nghịch cảnh. Đương nhiên là họ luôn mong muốn giúp đỡ bạn. Nhưng liệu họ có sẵn một khoản tiền lớn để giúp bạn ngay lúc đó? Bằng cách tham gia bảo hiểm nhân thọ, khi nghịch cảnh xảy ra thì chúng tôi sẽ cung cấp số tiền mà bạn cần. Chỉ với 10% thu nhập được trích ra, chắc chắn nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn, đúng không? I'm sorry.